Yên tĩnh là chìa khóa giúp các bậc thánh nhân ngày xưa sáng tạo ra những thứ vĩ đại. Thành phố thực sự rất ồn ào, tiếng ồn liên tục và gần như không có giới hạn. Khi thế giới ngày càng ồn ào, các nhà khoa học đã và đang tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần của con người do tiếng ồn, và họ phát hiện ra rằng nó là nguyên nhân gây ra hoặc làm trầm trọng bệnh cao huyết áp và bệnh tim, gây mất ngủ gián đoạn. Việc tiếp xúc với tiếng ồn đủ lớn và thường xuyên sẽ dẫn đến suy giảm, thậm chí mất thính giác. Tiếng ồn cũng làm giảm sức học tập của trẻ em. Bây giờ thì chúng ta hãy thử quay lại quá khứ trong giây lát. Bạn hãy tưởng tượng một ngư dân đang ngồi trên thuyền của mình ngoài khơi bờ biển Nhật và chờ cá cắn câu vào 500 năm trước. Một phụ nữ móc ren trong ánh sáng sớm mai vào cuối thế kỷ 17. Một đứa trẻ trong đàn dê của mình trên núi 1.000 năm trước. Hoặc là một nông dân thời đại đồ đồng trồng khoai tây, gạo hoặc là đậu trên mảnh đất màu mỡ của mình. Bạn nghe thấy gì? Có lẽ không có gì nhiều ngoại trừ những âm thanh từ công việc của họ, những cuộc chuyện trò hay là tiếng hát. Phần lớn lịch sử của loài người hầu như diễn ra trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng mới xen lẫn các sự kiện ồn ào, náo nhiệt của con người hay tiếng động lớn của thiên nhiên. Và một điều hiển nhiên là càng tĩnh lặng, con người ta càng sáng tạo được nhiều thứ vĩ đại. Sự ồn ào khiến khả năng tập trung của con người giảm xuống. Im lặng là vàng. Năm 2006, dược sĩ Luciano Bernardini và con trai của mình, một nhạc sĩ nghiệp dư, muốn hiểu rõ hơn những gì xảy ra trong bộ não con người khi mà họ nghe các loại khác nhau. Trong cuộc thử nghiệm, họ đã cho 24 người nghe 6 bài khác nhau và tiến hành được đo các chỉ số bao gồm là sự lưu thông máu trong não, lượng CO2 và huyết áp. Bernardini nhận thấy rằng những chỉ số này tăng cao khi mà các tình nguyện viên nghe âm nhạc có nhịp độ nhanh và giảm khi họ nghe âm nhạc thư giãn. Trong hầu hết các loại âm nhạc, có một sự thay đổi sinh lý tương thích với tình trạng kích thích. Nhưng sự thư giãn tốt nhất đến vào khoảng giữa các bài hát, sự im lặng. Bernardini nói trên trang Nature Research. Trong một thí nghiệm khác, nhà sinh vật học Imke Christie thuộc trường Đại học Đức thử nghiệm các âm thanh khác nhau trên những con chuột bạch để xác định âm thanh nào có thể hỗ trợ sự hình thành tế bào não mới, và khoảng thời gian im lặng giữa các lần nghe là 2 tiếng. Khi cô nhìn vào kết quả, cô phát hiện ra rằng các tế bào mới ở chuột được sinh ra bởi vùng hồi hải mã, phần não xử lý bộ nhớ ở động vật có vú, trong những lúc im lặng chứ không phải là khi đang nghe nhạc. Điều này cũng chỉ ra lý do tại sao chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi ngồi trên một chiếc máy bay phản lực trong vài giờ. Tiếng ồn liên tục làm kiệt quệ tinh thần, và tại sao hầu hết các nơi tu đạo đều yên tĩnh và một số nơi thậm chí hoàn toàn im lặng hoặc là im lặng kéo dài. Bạn chưa bao giờ nghe nói về một tu viện huyên náo đúng không nào? Ngay cả trong những nơi phi tôn giáo, các khóa học im lặng ngày càng tăng lên vì nhiều người nhận ra rằng họ cần nghỉ ngơi và cảm thấy thư giãn trong những lúc tĩnh lặng. Chỉ khi đi một mình trong im lặng không có hành lý, người ta mới có thể hiểu được bản chất của vùng hoang dã. Ngoài ra, đối với các thiết bị gia dụng như là máy rửa chén, máy giặt và máy hút bụi, bạn cũng nên lựa chọn loại gây ra ít tiếng ồn nhất có thể. Bạn cũng có thể sơn cách âm cho phòng làm việc của mình và phòng ngủ của mình. Và cuối cùng, hãy dành ngày cuối tuần để ra ngoại thành, tới những nơi hoang dã để tận hưởng sự tĩnh lặng mà thiên nhiên mang tới, hoặc là tham gia các khóa thiền định để cảm nhận nhiều hơn về sự tĩnh lặng.